của làn điệu dân ca quan họ Bắc Ninh rất đời thường nhưng cũng rất hào hoa. Linh hồn người phụ nữ trong tình yêu được đề cao là lãng mạn trong hiện thực, là thành công của tạo hóa. Đây là một nhạc phẩm trữ tình hiện nay trong kho nhạc dân gian Việt Nam. Mời quý vị đến với tiết mục tiếp theo của chương trình, màn múa của chi hội phụ nữ xóm Hoàng Gia với tựa đề Còn Duyên. Dân ca quan họ Bắc Ninh, mời quý vị cùng thưởng thức. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xin cảm ơn tiết mục Hứa rất là lịch sự của tôi muốn đến từ xóm Hoàng Gia.